Bây giờ tôi đang đi ra bến xe Miền Đông. Vào thời điểm này là 4 giờ sáng thì chỉ còn bến xe Miền Đông mới có khách thôi. The deluge of people that arrive at the Eastern Bus Depot from rural Vietnam is staggering and hints at one of the social problems Saigon is facing. Too many people, too few everything. Những chuyến xe từ ở các thành phố khác vào bến xe vào Sài Gòn. Thường thường là dân lao động. 80% là dân lao động. Thì rõ ràng là khi người ta đổ vào thành phố nhiều là do thành phố mình hiện giờ làm ăn dễ dàng, dễ kiếm tiền. Dễ kiếm tiền hơn tất cả các chỗ khác thì người ta phải đổ về đây. Đất lành chim đậu. Ai phải cũng kiếm được việc làm đâu. Khi mà những người vô Sài Gòn, người ta muốn vô Sài Gòn để kiếm việc làm, không có việc làm thì đâm ra thành tệ nạn. Những cô gái gì đó, tỷ lệ mà người giàu với người nghèo cái thời đó nó cũng ít cái chênh lệch. Còn bây giờ Sài Gòn mới là tỷ lệ giữa người giàu với người nghèo chênh lệch một cách là giống như một trời một vực. Khi tôi ra ngoài tôi hút thuốc hay là mệt quá thì nằm trong xe nghỉ một chút, thì khách mà người ta có nhu cầu đi thì người ta tới ta gõ cửa xe đi thôi. Mà thường thường thì tôi ra ngoài đứng hút thuốc để chờ khách. Shibuya. This is where the city's trendiest people come out to play. But even all this glitz can't hide the frayed edges of an economy that's clearly seen better times. Years of financial turmoil have downgraded Japan to the world's third largest economy. タクシーいっぱい並んでますね。満員大変。いっぱいのタクシーはね。東京は空はね、どこだって人間が多くいればいろいろトラブルあるでしょ。タクシー会社どれなんだろうね。 多分 5万 台はありますよ。個人も入れると7万台近くあるんじゃない？ちょっと数字ははっきり。個人タクシーだけじゃなくて、タクシー業界、まあ一般的に日本の社会で今自殺は非常に多いんです。タクシー業界もそう。非常に自殺が多いんです。まあもう今最悪の状態、日本の経済は。今はもうバブルで大変だったけどね。 For Cabby Anzai-san, the lights of his beloved Tokyo may not seem as bright as they used to be, but the music still plays on. Taxi! Hello? Đang đi làm. Đang ở trong karaoke. Bây giờ tôi sẽ đi karaoke với bạn tôi đang chờ ở trên một cái karaoke, thì karaoke đó là mở suốt đêm. Đó là một cái hình thức đang phổ biến ở Sài Gòn. In his parents' time, leisure was a luxury. Today's Saigon, however, allows Kat to live life on his own terms. Anh thích cái quán karaoke này. Thứ nhất là bạn bè hay đến đây, thì bạn bè hay đến đây để gặp nhau thì là cũng là một cái quán quen thôi. Như cái công việc của mình thì cứ một ngày làm ngày nghỉ thì có thể là một ngày mình lái khoảng từ 20 đến 22 tiếng trong một ngày. Thì ra trong cái thời gian đó có thể mình ngừng lại, mình nghỉ lại, mình đi chơi với bạn bè vài tiếng, nó không là cái gì hết. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
mình là một người cứ như là làm được chơi được, đúng không? Nhưng mà lúc có thể là mình làm, khi mình đi làm thì mình sẽ làm hết mình, nhưng mà khi đi chơi thì cũng có thể là chơi hết mình luôn. Taxi.10年でこんなに変わっちゃったわけ。いろいろありますけどね。まあそれはどこ、日本にどこだって同じよ。生活する以上はいろんな、あの、隣近所とのお付き合いもあるし。で、そういうのをいちいち細かいこと気にしたらどうしようもないでしょ。まあ、僕は住む場所ですよ。ね、育って、で、家族を持って、いわゆる東京は私の住む場所。 Sài Gòn á, trước đây nó là một cái thành phố lớn của Đông Nam Á. Sau chiến tranh á, thì nó bị chặn lại khoảng 20 năm, không phát triển nữa. Rồi bây giờ sau 20 năm đó thì nó lại phát triển rất là nhanh. Anh hy vọng là nó sẽ là trở thành một cái thành phố lớn nữa của Đông Nam Á. Mà bây giờ nó đang phát triển rất nhanh rồi đó. Có chứ, anh là người Sài Gòn thì anh phải tự hào về thành phố Sài Gòn chứ.